Tin giáo hội Việt Nam Tuyên bố chung của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh Phiên họp lần thứ bảy của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội. Dưới đây là toàn bộ tuyên bố chung. Theo thỏa thuận đạt được từ phiên họp lần thứ sáu của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh, tháng 10 năm 2016, Phiên họp lần thứ bảy của nhóm làm việc chung diễn ra tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 12 năm 2018. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, trưởng Phái đoàn Việt Nam và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thắng Anthony Camilleri, trưởng Phái đoàn Tòa thắng, đồng chủ trì phiên họp. Hai bên đã thảo luận cởi mở và toàn diện về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thắng, bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến giáo hội công giáo Việt Nam hai bên ghi nhận rằng quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh có những bước phát triển tích cực được ghi nhận gần đây, đặc biệt về việc duy trì liên lạc và tư vấn ở mọi cấp độ, bao gồm những cuộc gặp gỡ và trao đổi cấp cao như là một phần trong những cuộc gặp gỡ của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh, và những cuộc viếng thăm mục vụ tại Việt Nam của đại diện Tòa Thánh không thường trú, Tổng giám mục Marek Zalowski hai bên đồng ý rằng quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh tiếp tục được duy trì dựa trên những nguyên tắc thỏa thuận tương hỗ và đối thoại chân thành để xây dựng sự tin cậy và tăng cường mối quan hệ vì lợi ích song phương và lợi ích của cộng đồng công giáo tại Việt Nam. Hai bên thảo luận và đạt được một thỏa thuận liên quan đến những vấn đề liên quan đến việc cải tiến mối quan hệ trong tương lai gần giữa Việt Nam và Tòa Thánh, từ đại diện Tòa Thánh không thường trú thành đại diện Tòa Thánh thường trú. Hai bên tin rằng bước này sẽ giúp cho quan hệ giữa hai bên lớn mạnh và phát triển hơn. Hai bên nhắc lại lời của Đức Thánh Cha với cộng đồng Công giáo tại Việt Nam về việc sống phúc âm giữa lòng dân tộc và một tín hữu tốt cũng là một công dân tốt là những nguyên tắc quan trọng cho cuộc sống của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam. Tòa Thánh diễn tả sự đánh giá cao và lòng biết ơn phía Việt Nam về sự quan tâm của chính quyền Việt Nam đối với giáo hội Công giáo tại Việt Nam trong những năm gần đây. Tòa Thánh quan tâm sâu sắc đến cuộc sống công giáo năng động và phong phú trong đất nước và khuyến khích giáo hội công giáo tại Việt Nam đóng góp vì lợi ích chung và sự thịnh vượng của Việt Nam. Phía Việt Nam nhắc lại rằng, Đảng và nhà nước Việt Nam luôn thực hiện và cải thiện không ngừng khung chính sách, tôn trọng và đảm bảo tự do niềm tin và tôn giáo của người dân, khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng công giáo thực hành đức tin hợp với luật pháp Việt Nam và tham dự tích cực vào nền kinh tế quốc gia, xây dựng và phát triển xã hội. Hai bên cũng thảo luận những vấn đề liên quan đến việc chia tách các giáo phận và bổ nhiệm các giám mục tại Việt Nam. Phiên họp diễn ra trong bầu khí thân ái và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên đồng ý tổ chức phiên họp lần thứ 8 của nhóm làm việc chung tại Vatican. Ngày diễn ra phiên họp sẽ được sắp xếp qua các cân ngoại giao. Trong dịp này, Phái đoàn Tòa Thắng cũng gọi điện thăm hỏi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và trưởng ban tôn giáo chính phủ vũ chiến thắng phái đoàn cũng tham dự lễ nhận chức tổng giám mục hà nội của đức tổng giám mục du xe vũ văn thiên